Chào các bạn, hôm nay Mỹ phẩm Nga Fair Food xin giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm thực phẩm chức năng sụn vi cá mập Inhondra, hay nhiều người còn gọi là Inhondra, rất là nổi tiếng và hữu ích của tiến sĩ Linus Pauling, người đã hai lần đạt giải thưởng Nobel cá nhân ấy. Thì Inhondra một cái thực phẩm chức năng hiệu quả cao, giúp phòng ngừa và điều trị các bệnh về xương khớp này, cơ bắp này và cột sống. Inhondra thì rất là nổi tiếng ở Mỹ, Nga và nhiều nước trên thế giới, và đặc biệt là quen thuộc với lại những ai mà có người thân ở Nga, vì người Việt ở Nga thì hay thường mua cái sản phẩm này và làm quà tặng cho gia đình và bạn bè. Nói về cái sản phẩm Inhondra thì là trước tiên Fair Food xin giới thiệu đôi chút về cái tác giả mà đã sáng chế ra cái sản phẩm này, đó là tiến sĩ Linus Pauling và nhà sản xuất Ewin Naturals. Tiến sĩ Linus Pauling ấy là người duy nhất trên thế giới nhận được cái giải thưởng Nobel cá nhân, hai giải thưởng Nobel cá nhân, và là nhà khoa học vĩ đại nhất của thế kỷ 20, một trong những người sáng lập ra cái hóa học hiện đại này và sinh học phân tử, người khởi xướng ra khoa học về vitamin và sáng lập ra Viện Y học và Khoa học California, Mỹ này, và là giáo sư danh dự của hơn 50 trường đại học và học viện trên thế giới. Những thành tựu nổi bật nhất trong cái khoa học của ông gồm có các khám phá về mang tính cách mạng về hóa học và vật lý, sinh học hóa sinh học phân tử, miễn dịch học và y học tinh thể học này. Tạp chí khoa học danh tiếng trên thế giới New Scientist đã đưa tin là Linus Pauling và người bạn của mình là nhà bác học nổi tiếng Albert Einstein là hai nhà bác học duy nhất của thế kỷ 20 có mặt trong danh sách 20 nhà khoa học nổi tiếng nhất của mọi thời đại, tức là nổi bật nhất của mọi thời đại. Chính Linus Pauling là người khởi xướng ra nghiên cứu về các tác động của vitamin để đạt đối với sức khỏe con người, và đề nghị đưa vitamin như là một cái thành phần dinh dưỡng cần thiết để đạt được tuổi thọ và sức khỏe này. Tiến sĩ Linus Pauling đã từng phát biểu rằng này: "Tôi tin rằng bạn sẽ có thể kéo dài được phần cuộc sống sung sướng nhất của mình thêm 25 năm, hoặc là thêm thậm chí là 35 năm, nếu ở tuổi trẻ và ở tuổi trung niên bắt đầu uống một lượng vitamin cần thiết và kéo dài được chính phần cuộc sống khi chúng ta đang sung sướng nhất." Nhà bác học vĩ đại Linus Pauling đã cho phép công ty Ewin Naturals là công ty duy nhất trên thế giới được kế thừa chính thức độc quyền những ý tưởng và phát minh trong lĩnh vực khoa học và sức khỏe của ông. Ewin Naturals là công ty của Mỹ. Các sản phẩm của công ty này thì được phổ biến trong suốt hai thập kỷ qua tại trên 50 quốc gia trên toàn thế giới. Tất cả các sản phẩm được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn chặt chẽ nhất của Cục Kiểm soát Chất lượng Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA và Tổ chức Y tế Thế giới. Ngay từ những năm đầu thành lập ấy, thì là cái công ty Ewin Naturals đã có mặt tại Nga, và chính cái thành công tuyệt vời từ Nga đó là tiền đề và cơ sở để Ewin Naturals chinh phục những cái thành công ở các thị trường khác như ở các nước châu Âu này. Điều đó lý giải vì sao mà cái sản phẩm của Ewin Naturals mặc dù là không sản xuất tại Nga nhưng mà lại gắn liền với lại thị trường Nga và nhiều người tiêu dùng Việt biết đến từ nước Nga chứ không phải là từ các nước khác trên thế giới. Trong số các cái sản phẩm của Ewin Naturals thì sụn vi cá mập Inhondra là một trong những cái sản phẩm bán chạy nhất. Inhondra, một cái phương thuốc tự nhiên hiệu quả giúp giảm đau, chống viêm ở các khớp xương này, cơ bắp xương sống này, cung cấp đầy đủ các dưỡng chất nuôi dưỡng các mô này, cơ bắp xương sống, phục hồi sụn và chất hoạt dịch, sử dụng cho các bệnh về viêm khớp, đau khớp, viêm khớp dạng thấp và các bệnh khớp, viêm khớp khác như là viêm khớp, viêm đa khớp này, rồi là viêm cột sống này, dính khớp này, rồi thoái hóa đốt sống, vân vân. Ý tưởng của Inhondra là để cung cấp cho cơ thể đủ lượng dinh dưỡng cần thiết để ngăn chặn cái quá trình viêm, phục hồi sụn và dây chằng này. Inhondra thì sử dụng trong điều trị và phòng ngừa các bệnh về khớp này, trong chấn thương sụn và dây chằng. Thành phần thì nó là cái thành phần phức hợp tự nhiên, có khả dụng sinh học cao và không gây kích ứng đường tiêu hóa. Hiệu quả được duy trì một thời gian dài sau khi kết thúc điều trị và chất lượng được kiểm chứng qua thời gian, và các khách hàng biết ơn tại trên 50 quốc gia trên thế giới này. Thành phần và nguyên liệu tự nhiên sạch và thân thiện với môi trường ấy, của Inhondra được bảo vệ bởi 5 bằng sáng chế độc quyền tại Mỹ, Úc, Canada, châu Âu và trên toàn thế giới. Hiệu quả của Inhondra đã được chứng minh
Lâm sàng, các chuyên gia xác nhận rằng hệ thành phần của Inotrans giúp giảm nguy cơ huyết khối hình thành lên các cục máu đông này, duy trì thành động mạch ở tình trạng khỏe mạnh này, giảm viêm và phù nề này. Dùng Inotrans kết hợp với các phương pháp điều trị khác thì giúp giảm đáng kể cái liều lượng hoặc là ngừng hẳn việc sử dụng thuốc kháng viêm này, từ đó làm giảm cái lượng biến chứng ở đường tiêu hóa này, hay những cái biến chứng khác như là giòn xương này do dùng thuốc kháng viêm. Cái sản phẩm Inotrans này thì rất là hữu ích cho những người có bị bệnh về khớp này, bị chấn thương, cũng như là những người mà có nhu cầu để phòng ngừa giữ cho xương khớp chắc khỏe, bảo vệ chúng trong những cái công việc nặng nhọc này. Với công thức độc quyền của tiến sĩ Linus Pauling ấy, thì sụn vi cá mập Inotrans sở hữu đầy đủ và hoàn thiện nhất các thành phần tự nhiên có ích cho xương khớp và vượt trội hơn hẳn những cái sản phẩm tương tự trên thị trường. Sự vượt trội ở đây thì nó tính cả về chất lượng tương ứng với các tiêu chuẩn quốc tế này, hiệu quả và tính an toàn đã được khách hàng của 50 quốc gia trên thế giới biết đến này, và nó được xác nhận qua các cái thử nghiệm lâm sàng này. Vì phần lớn các cái sản phẩm thực phẩm chức năng trên thị trường ấy thì là không vượt qua được bất kỳ một cái thử nghiệm lâm sàng nào cả, có nghĩa là nó có thể gây ra những mối lo ngại cả về tính an toàn và hiệu quả của sử dụng chúng. Cho nên là dù nó được bán với giá rẻ hơn hoặc là đắt hơn so với Inotrans, nhưng quan trọng hơn là cái chất lượng khi sử dụng và độ an toàn và hiệu quả mang lại này. Chúng ta cũng cần lưu ý rằng là nhờ những cái thành phần đa dạng và hợp lý mà việc sử dụng Inotrans không chỉ hiệu quả hơn, thuận tiện hơn mà cũng tiết kiệm hơn về mặt chi phí. Do việc mua riêng rẽ các sản phẩm bảo vệ sụn như và axit béo không bão hòa này, các vitamin với khoáng chất thì nó sẽ đắt hơn là việc là chúng ta mua cái sản phẩm trong một cái sản phẩm Inotrans này đã có tích hợp đầy đủ tất cả các yếu tố nói trên ở dạng là tốt nhất. Và sụn vi cá mập Inotrans thì được đóng gói ở ba dạng, đó là chai là 180 viên này, chai 90 viên và 60 viên này. Hiện tại thì là ở Fairfood thì có đầy đủ tất cả các sản phẩm, thì các bạn cũng có thể đặt hàng hoặc là gọi điện để tư vấn. Với các đặc tính hữu ích có 102, việc hỗ trợ điều trị về bệnh xương khớp này và tăng cường sức khỏe nói chung, sụn vi cá mập Inotrans là một trong những sản phẩm được ưa chuộng của hàng triệu khách hàng trên thế giới. Để biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn cũng có thể xem tham khảo tại website mỹphẩmnga.vn hoặc liên hệ trực tiếp với lại và hotline của công ty để được tư vấn tốt nhất này, cũng như là các bạn cũng có thể được mua hàng chuẩn nhất với những cái chứng nhận chất lượng được cung cấp bởi nhà sản xuất này, Inotrans này. Ngoài ra thì là công ty Ewin Naturals cũng có những cái sản phẩm rất là nổi tiếng khác như là viên uống Super Yohimbo Plus tự nhiên từ thảo dược, giúp tăng cường sinh lực sinh lý nam này, rất là tốt này. Sản phẩm gồm 6 loại thảo dược và mỗi loại trong số đó đã được sử dụng thành công từ rất là lâu đời để tăng cường sức khỏe nam giới, tăng cái khả năng sinh sản, tăng cái khả năng tăng cường sức chịu đựng và thể chất. Khi kết hợp đồng thời các thảo dược này thì thuộc tính tích cực được cộng hưởng và hỗ trợ lẫn nhau, mang đến một kết quả ổn định lâu dài trong việc là tăng cường sức khỏe sinh lý của nam giới này. Ngoài ra thì cũng có cái sản phẩm đó là cái thuốc bổ viên uống coenzyme Q10 với bạch quả ginkgo đấy, thì cái sản phẩm này cũng có sẵn tại shop mỹ phẩm Nga này. Nó là một cái sản phẩm mà có cái khả năng chống oxy hóa mạnh rất là cao này, và có khả năng bảo vệ tối ưu cho tim mạch này. Coenzyme Q10 với bạch quả thì là rất là cần thiết cho người bị tăng huyết áp này, xơ vữa động mạch này, bệnh mạch vành này, đau thắt ngực này, suy tim này, tiểu đường và loạn dưỡng cơ, bệnh béo phì và hội chứng mệt mỏi mãn tính. Các hình thức khác nhau của bệnh hen suyễn, bệnh nha chu, sản phẩm được giúp là thải độc gan này, cải thiện năng lượng cơ thể này, giúp cơ thể khỏe mạnh và vượt qua các công việc nặng nhọc. Một cái điều thú vị nữa là giá trị ứng dụng của các cái sản phẩm của công ty là Ewin Naturals đã được đưa vào cái danh sách mà các loại thuốc là khuyến nghị được sử dụng tại trung tâm thể thao đào tạo đội tuyển quốc gia của Liên bang Nga. Đó là một cái thông tin rất là chính xác từ nhà sản xuất đã cung cấp ấy. Cho nên là khi sử dụng các cái sản phẩm của Fairfood cũng như là của công ty
Ewing Natural chính hãng ấy, thì bạn cũng không yên tâm về chất lượng, về độ an toàn và cũng như là về hiệu quả sử dụng ấy. Ngoài ra thì cũng có những cái sản phẩm như là thuốc bổ não Ginkgo Smart 24 ấy, giúp bảo vệ tự nhiên thành mạch và cải thiện sự tuần hoàn máu máu trong não này, kích thích hoạt động của não, bảo vệ hệ tim mạch, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, bình thường hóa huyết áp này, giảm cholesterol này, và rất là nhiều sản phẩm hữu ích khác ở có tại Fairfood như là nổi tiếng của Nga như là Zicam, rồi là những cái tinh dầu thông hay là viên keo ong, hay là các cái sản phẩm cho mắt, rồi là các cái sản phẩm về thải độc cơ thể hay là tảo xoắn spirulina, thì các bạn đều có thể liên hệ tại Fairfood để có thể được thêm thông tin chi tiết rõ hơn, và cũng như là cách sử dụng liều lượng cụ thể hơn của các cái sản phẩm thực phẩm chức năng có ích cho sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.